Đằng sau bước tiến của Quang Hải ở Pau FC là cơn đau đầu của huấn luyện viên Didier Thoulaud. Quang Hải đang nỗ lực chứng tỏ giá trị bản thân qua từng trận đấu. Trong khi đó, những vệ tinh trên hàng công thi đấu mờ nhạt khiến huấn luyện viên Didier Thoulaud chưa thể hài lòng. Bước tiến của Quang Hải. Phút 54 trong trận đấu với Le Havre, Quang Hải đón đường truyền từ đồng đội trong tư thế thuận lợi. Anh nhanh chóng tỉa đường bóng tuyệt đẹp để Meron Jokier thoát xuống có cơ hội đối mặt thủ môn đối phương. Đáng tiếc, tiền đạo của Pau FC đã việt vị trong pha bóng ấy. Đó là một trong số những tình huống phát huy đúng sở trường của Quang Hải với nhãn quan chiến thuật và kỹ năng truyền bóng điêu luyện. Ngược lại, nó cũng bộc lộ điểm yếu sơ đẳng của Pau FC từ đầu giải, đó là sự thiếu tinh tế trong các pha bóng cuối cùng ở hàng tiền đạo. Điều này khiến Pau FC chưa thể ghi nhiều bàn thắng vào lưới các đối thủ. Thực tế, Quang Hải cập bến Pau FC mang theo sự kỳ vọng lớn từ người hâm mộ. Mục tiêu khả dĩ nhất ở Ligue 2 của tiền vệ người Hà Nội không gì khác ngoài việc thường xuyên được ra sân thi đấu. Tính đến thời điểm hiện tại, mọi thứ diễn ra với Quang Hải có thể xem là thuận lợi khi anh được ra sân cùng Pau FC ở 3 trận đấu chính thức, có tổng thời lượng thi đấu 160 phút. Số liệu thống kê từ trang SofaScore cho thấy, Quang Hải đang có điểm số trung bình 6.77, đứng thứ 5 so với toàn đội. Rõ ràng, đây là con số đáng khích lệ với một tân binh mới chân ướt chân ráo lần đầu sang Pháp chơi bóng như Quang Hải. Nếu như ở trận đầu tiên gặp Wingam vào sân từ ghế dự bị, Quang Hải thi đấu an toàn, thường chọn giải pháp bóng đến chân là chuyền ngay. Chính giải pháp hợp lý này giúp anh tạo ấn tượng tốt với tỷ lệ chuyền bóng chính xác 100%, đạt điểm số cao thứ 2 toàn đội 6.9 điểm. Đến trận gặp Dijon khi được trao cơ hội đá chính từ đầu, có thể do áp lực tâm lý dẫn đến sự vội vàng khiến tỷ lệ chuyền bóng của Quang Hải không như ý muốn, đạt 46%. Song đến cuộc đối đầu với Le Havre, mọi thứ đang tốt dần lên với tiền vệ 25 tuổi. Ngoài việc đạt tỷ lệ chuyền bóng 73%, Quang Hải cho thấy sự tự tin khi bình tĩnh giữ bóng và phối hợp nhịp nhàng với đồng đội. Điển hình là tình huống ở phút 10 giờ hiệp 1, Quang Hải hãm bóng kỹ thuật trước khi mở. Ra đường bóng thuận lợi cho Sarklet Bolibang xuống dứt điểm nhưng không chiến thắng được thủ môn của Le Havre. Travis Chola, một cầu thủ gốc cao có 15 năm chơi bóng ở Pháp từng nhận định, trình độ của Quang Hải đủ tốt để chơi bóng ở Ligue 2. Tất nhiên, mỗi đối thủ sẽ có mỗi mức độ khó khác nhau. Nếu tiếp tục thể hiện như các trận đấu vừa qua, chắc chắn Quang Hải sẽ sớm ghi bàn và kiến tạo. Trong khi đó, huấn luyện viên Thoulaud cũng có chia sẻ mới nhất trên tờ La Red, Quang Hải đang khám phá một thứ bóng đá mới mẻ. Những nhận xét tích cực không phải hiển nhiên có được mà nó đến từ cách Quang Hải ghi điểm trên sân cỏ. Sự hòa nhập của tiền vệ 25 tuổi đang chuyển biến theo chiều hướng tích cực và dần chiếm được niềm tin từ huấn luyện viên Didier Thoulaud cũng như đồng đội lẫn cổ động viên của Pau FC. Đó thực sự là bước tiến đáng kể của Nguyễn Quang Hải trên đất Pháp. Cơn đau đầu của huấn luyện viên Didier Thoulaud xét ở khía cạnh cá nhân, sự tiến bộ của tân binh như Quang Hải là đáng ghi nhận. Tuy nhiên, nhìn vào phong độ thực tế trên hàng công của Pau FC lại đang ở mức đáng báo động. Đó là cơn đau đầu không hề dễ chịu với huấn luyện viên Didier Thoulaud. Lúc này, đội bóng miền Nam nước Pháp mới chỉ ghi đúng một bàn thắng sau 3 lượt trận, nhưng bàn thắng duy nhất đó lại đến từ tiền vệ Steve Toulousnacht. Sự thất vọng nhất có lẽ thuộc về số 9 Meron Jokier. Dù là tiền đạo mũi nhọn, song dấu ấn mà cầu thủ 28 tuổi để lại trên sân chỉ là những pha xử lý vụng về và ngoại hình tương đối quá khổ. Thống kê qua 3 trận đấu chỉ ra Meron Jokier chỉ có đúng một pha dứt điểm về phía khung thành đối phương, còn lại gắn liền với số 0 tròn trĩnh. Đối tác của Meron Jokier là Sarklet Bolibang cũng sở hữu thống kê tương tự, trong khi tiền đạo cánh trái David Gomez cũng không để lại nhiều dấu ấn. Chưa kể, các tình huống phối hợp cuối cùng của Pau FC cũng thiếu đi sự kết dính cần thiết. Điều đó khiến hàng công thường rơi vào tình trạng đá bóng và không gây ra áp lực đủ lớn lên khung thành đối thủ. Khi nhạc trưởng Victor Lopri và tiền đạo Samuel Essendi chia tay đội bóng, huấn luyện viên Didier lường trước những khó khăn phải đối mặt. Trước thêm mùa giải 2022-2023, ban lãnh đạo mang về 12 tân binh, bao gồm cả Quang Hải. Đối mặt với bài toán nhân sự mới, huấn luyện viên Thoulaud chưa thể tìm ra giải pháp tối ưu để giúp hàng công Pau FC cải thiện phong độ. Sau trận đấu với Le Havre ở vòng 3, chiến lược gia 58 tuổi không ngần ngại chỉ ra điểm yếu trên hàng công Pau FC, đồng thời khẳng định câu lạc bộ sẽ mua thêm ít nhất một tiền đạo nữa làm phương án dự phòng. Sự lo lắng của ông Thoulaud hoàn toàn có cơ sở khi nhìn vào phong độ thực tế của các tiền đạo Pau FC. Tất nhiên, dù có bổ sung nhân sự mới thì cơn đau đầu của huấn luyện viên Thoulaud cũng chưa thể sớm giải quyết, mà cần thêm thời gian để tạo ra sự ăn ý giữa các vị trí. Khi đó, Pau FC mới nghĩ tới những kết quả tích cực ở các vòng đấu tiếp theo. Trong bối cảnh hàng tiền đạo thiếu đi sự sắc bén, hàng tiền vệ trở thành cứu cánh cho Pau FC. Dù chưa thể tạo ra khoảnh khắc, có thể thay đổi cục diện trận đấu nhưng Quang Hải phần nào để lại dấu ấn ở các đường truyền mang tính đột biến cao. Trong khi đó, Steve Kubiusmark,
tác giả của bàn thắng duy nhất bắt đầu chứng tỏ sự ổn định cần thiết ở vị trí tiền vệ trung tâm. Ajidaja sau trận đấu ra quân thất vọng ở vị trí hậu vệ trái đã được huấn luyện viên Tholot đôn lên đá tiền vệ trái và lập tức phát huy giá trị tốc độ, thường xuyên quấy phá hàng thủ đối phương. Kinh nghiệm của Henry Shea cũng là điều mà ông Tholot cần sử dụng nhiều ở thời điểm quan trọng.